thăng, bước trầm. Chúng ta đã có những giai đoạn đi cùng nhau, cũng đã có những khó khăn, đã có những nỗ lực và chúng ta cũng có những thành tựu. Nhưng hơn hết, cuối cùng thì chúng ta vẫn ở đây để sát cánh bên nhau, để hỗ trợ nhau, để đồng hành với nhau, phát triển cùng với nhau. Và đó là điều mà tôi trân trọng nhất, đó là điều mà tôi cảm thấy biết ơn nhất, và đó cũng là điều mà tôi thấy quý giá nhất trong hành trình làm sự nghiệp của tôi. Và tôi hứa với tất cả các bạn rằng tôi sẽ dành hết tình yêu, nhiệt huyết, đam mê trên con đường phát triển sự nghiệp cùng tất cả các bạn. Và hy vọng rằng đây sẽ là nơi cuối cùng các bạn dừng chân, và đây Danvy Group chính là nhà của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đêm nay chúng ta sẽ sống với nhau như những thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Đúng không ạ?